Mình xin chào tất cả các bạn nha. Giờ này cũng gần 4 giờ chiều các bạn. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi cắm câu các bạn ơi. Mình cắm câu cặp theo con kinh này luôn. Chắc vừa cắm câu cá rồi vừa cắm câu ếch luôn nha các bạn. Giờ đồ đạc mình để đây. Giờ mấy anh em đi dò theo cái mé bờ này rồi mình đi cắm luôn các bạn ơi. Này mình cắm bằng mồi trùng nha các bạn. Cặp theo cái bờ kinh này xong hơi mình quay trở ngược về mình cắm câu ếch ở trên lúa nha các bạn. Nay là chơi toàn bộ mồi trùng không nha các bạn. Thấy mình mấy anh em đi mò cá chê thấy ok rồi đó. Tối nay cắm mồi này là cá chê cá rô. Hói nè, hói này ngon quá nè. Cá chê thì mấy cái hốc cây á, quan trọng mấy cái hốc cây á, mấy cái hốc 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 hốc. Rồi mấy anh em cắm câu cắm xong hết đấy các bạn. Bây giờ mình quay qua mình cắm câu ếch nha các bạn. Câu ếch thì mình cũng xài mồi trùng luôn các bạn ơi, trùng lựa mấy con trùng sống nha các bạn. Mình có cái mồi nước mình dụ nha các bạn. Mồi này mồi cá cá bà thú các bạn, cá biển. Thì mình bầm nát ra, mình trộn với dầu chuối này các bạn, rồi mình đổ nước vô rồi là mình quậy nó lên, mình để ngoài nắng cho nó lên lên bọt tí xíu, nó hơi hơi hôi cái để giờ mình chế vô mấy chỗ này các bạn. Đây mình cắm mồi treo nha các bạn, để treo nó lên tí xíu nữa, chỗ đó nó hơi lúng chỗ nào ấy, nó cao cao lên tí xíu, đừng cho mấy con này con kia nó bù. Rồi em thêm miếng mồi nhiều nhiều nước đây, nước mình nhiều mà. Đây mình xài mồi trùng, xài mồi trùng mình cắm mồi treo gì nữa bạn, treo lơ lửng nha bạn ơi. Trùng nó ngoe ngoảy á. Rồi cái mùi nữa, mùi nước cá này con ếch nó bắt mùi nó đi lại. Tối kiếm dài chừng dài ếch dài tối hay nướng nướng mọi món ếch nướng mọi thấy bắt quá. Dễ hết rượu quá. Thôi giờ để mấy anh em đi cắm nha các bạn. Cắm xong rồi tối mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi, mấy anh em mới cắm câu xong hết rồi bạn ơi. Về đây gặp nguyên cái đám khoai mì ở đây nè. Trời cũng tối rồi. Đám khoai mì ở đây mình đào kiếm vài củ khoai mì về luộc ăn các bạn. Đây nè. Nãy giờ mới bấm được bao củ gì. Tới không thấy đường. Ở bên đây kiếm chỗ cắm câu ếch mà khó quá. Cắm trong lúa không. Bây giờ mấy anh em đi cắm biết bao lâu. Giờ này mới xong luôn. Chiều thấy cái đám khoai mì này dữ dằn lắm rồi. Định rồi nhưng mà đi cắm về trễ quá. Giờ này cũng còn được. Kiếm về củ về chút và luộc ăn. Nằm trên nó có ngay củ này đây củ này. Kiếm vài củ nữa được rồi. Như đây cũng bộn rồi. Chịu ra nó đứt đâu ăn củ. Đứng đó lôi lên nè. Đứt cái đảo lên.
Đây đây. Đây đây cho đấy. Đó, đây. Đó, lên đó. Những cái đứt đứt phải nhớ nè, đứt nhớ đây. Đứt cái chỗ này. Đứng chỗ đó ra nữa là đủ rồi. Không còn đồng cũ nữa mà này nữa không hết rồi hết rồi mấy anh em lội về bạn ơi, cũng gần tới chỗ chạy mình này. Củi đây nhóc chân nè, về mình dựng cái chạy lên trước cái đi. Đi nãy giờ chưa dựng cái liều lên, chiều bây giờ. Đây mấy anh em mới về tới chỗ của mình đó bạn, mới về tới xong rồi dựng cái liều mình lên luôn các bạn ơi. Cái này mình đem theo cái bóng đèn xài bình đó bạn. Xài lấy cái bình này bình Honda các bạn, bình 12 đem theo bắt lên cho nó đỡ tốn điện cái đèn quay của mình nữa bạn, có cái đèn này nó đỡ. Đây, mới dựng cái liều của mình lên xong giờ mấy anh em đang rửa khoai mì dưới các bạn ơi, rửa khoai mì xong rồi đem lên luộc ăn, ăn xong rồi chúc mấy anh em đi thăm câu nha các bạn. Bén mà bén. Trời ơi. Ôi. Này nó bở ra luôn hay sao không? Mẹ bở luôn á. Chấm đường ăn cái nát luôn. Rồi. Sướng nha, sướng nha. Có mấy cu nhỏ ra mới đã đó. Dạ, mấy cái củ bở bở đó gì đó. Hồi nãy có nêm muối không trời? Ai biết anh. Nãy núi rồi có bỏ thêm miếng muối không núi? Nãy luộc nè, có bỏ thêm miếng muối không? Này bỏ vô miếng muối nữa là nó ngon, mấy củ đó một cái ăn là sướng luôn á trời. Thấm ha. Ừ. Quá đã luôn không ơi. Cái này sáng mình lại mình kiếm thêm mới nữa mình luộc mình ăn sáng sướng lắm á. No luôn à. Lẹ lẹ thôi ơi, chảy nước miếng thôi ơi. Từ từ mới hấp dẫn. Này chấm với đường cái nữa ha. Đây có hũ chén đường sẵn luôn. Đường muối không? Không, em được không hả? Ai lên hai sư huynh ơi, thưởng thức khoai mì, thưởng thức anh em, thức thưởng khoai mì quá im. Ngồi bén có con bù hông bay vô để đi không ơi. Ôi giời, bù hông bay vô kìa, tới giờ cái đèn túc bảnh luôn à, bù hông nó còn bay vô nữa. Đó là đầu ăn trước nè. Này mồi bén nha các bạn. Cái này muối ớt hay gì ta phải không? Muối ờ em đâm mới đâm muối mà chưa bỏ ớt. Đó đã. Nhân này mà có cái này thì còn gì bằng các bạn ơi. Nhìn thấy bén quá bạn ơi. Này cái xài đó. Có cái xài nữa. Cái xài đó để tối mình nướng cá mình ăn. Ừ cũng được, để đây. Nướng cá mình gọt ra mình ăn. Con này quá im mày. Quá bù hông mày. Bù hông quá. Đây, thưởng thức. Trời ơi. Này cũng như là thêm mè. Tới giờ cái đèn qua bên đó rồi đó, không biết sao mà nó đây, nó bay dữ vậy mới. Nóng nha. Nó bay vô nè. Móc cẩn thận nha. Giờ túc bên kia xem nó bay dữ ta. Ừ. Thơm quá. Im. Đường nữa. Vô. Mời các bạn ơi. Mời các bạn miếng khoai mì luộc nha các bạn. Vô các bạn ơi. Xin mời các bạn nha. Ê, trời ơi khoai mì này sao nó còn sống hay nhảy ha, đi không? Là cá là nhảy, khoai mì nhảy. Ê đi, đổi đi. Đổi đi. Dẻo. Dòm mấy củ này nó dẻo, nó nứt ra tao dòm. Này dằn miếng muối ăn mới ngon nha. Ngồi nãy em nói quên dằn muối rồi. Nói quên dằn muối à.
ăn giòn không có muối à, muối mặn mặn hơi. Ừ. Mời các bạn ăn miếng khoai mì các bạn ơi. Mặn mặn rồi mấy củ bở bở. Ừ. Trời ơi khoai mì ngon quá ta, ngon hơn rồi mua chợ nữa. Ngon hơn. Ừ. Đỡ không có tiền phải ngon hơn. Đã quá đã. Ừ. Để dựng máy ăn mới kịp. Ăn có tay ăn không lại bạn. Này nhà nhanh tay còn mà chậm tay hết á. Sáng lại đào nữa thôi mọi, ngon quá. Sáng ngày bỏ thêm miếng muối nha núi. Đưa vô ăn sáng một cái là tới tay luôn. Rồi tranh thủ đi. Làm cho ấm ấm bụng cái mình đi thăm câu về kiếm mồi chứ. Rồi rồi cái này mà có miếng muối dằn vô nó mặn mặn á núi. Ngon luôn. Nhìn đó không quên. Những bở không? Dẻo quá. Vậy nó thấm nè. Ngon quá. Bỏ muối nó thấm. Nhóc mẹ. Bả ăn phải có phải nước nha. Dễ dính cổ lắm. Giờ cũng gần 8 giờ các bạn. Mấy anh em chuẩn bị đi thăm câu các bạn ơi. Mới ăn khoai mì ngon quá. Bây giờ cãi đi cho. Cây đu đủ. Nhớ sáng quờ thêm mới khoai mì nữa nha Lý Thông. Sáng chín. Này nãy mấy anh em đi bắt thêm được ít nhái nữa các bạn. Thì hơi mình vừa thăm càng nào móc trùng càng nào mình trống thì mình móc nhái các bạn. Sáng hơi kiếm thêm coi có cá lóc gì không. Hơn hơn khoảng cá lóc rồi không? Ít mồi hả? Trùng rồi. Ngay giữa bỏ bớt ba cái đất đi nữa. Coi cần nào chống rồi, cần nào chống chống rồi thăm mà móc nhái luôn đấy không, mấy cần chống á, cần nào giờ dính lục bình này kia thì để móc trùng. Rồi chỗ đó móc trùng đi, chỗ đó móc nhái nó nhảy ấy luôn á. Cái gì? Nhịp cần không? Nhịp rồi. Cái gì? Cái rô. Được. Con này hồi chưa kiếm kho tộ không ra nữa đó chị. Giờ đi kiếm chằng hai. Chưa mình mò được có mấy con giống nhiêu, mấy con cá rô giống nhiêu. Ba con. Ừ. Nên đào hang dính được ba con. Mò cá chốt còn nhiều. Mở hàng. Em cá rô. Không có nhịp. Chẳng này dắt móc trùng vô. À. Chê hả? Chê. Rồi. Lúc nha. Đảo rồi. Có cá nướng rồi. Em. Cá nướng rồi. Em chê trắng. Nhái nè, không nhái nè. Bỏ vô đó. Rồi chỗ này móc nhái được nè, chỗ này móc nhái. Em có cá nướng nè. Chỗ này chấm trống nè. Đưa nhái xuống đây sáng phật cá lóc rồi thôi. Nhảy. Tối này mình chơi lộn xộn nhái với trùng các bạn. Tại buổi tối này ít ai chạy võ nên lục bình này kia nó không có tấp.
giấc chiều người ta đi làm về người ta chạy vỏ quá trời, nói chung mình nó cũng bị tấp lục bình đẩy văng lên. Cái này chưa nhái đi. Trong. Ừ. Đọt ướt nhẹp quá. Ướt là có. Ướt đọt hả? Ướt nhẹp ăn. Ướt đọt coi chừng. Ờ có gâu, không có gâu rồi, có gâu rồi. Có gâu rồi. Dạ. Rồi chắc được quá. Rồi ngớp, ngớp. Ghê. Ghê. Liệt. Tính thinh ra kìa, cây nhịp nhịp rồi. Nhịp nhịp nè. Nó máng vô cái cây đó kìa ra thôi. Ờ đó, đó, đó. Chừng cá chơi bự nha. Máng đầu, máng đầu, máng đầu. Lên, lên, lên. Lên, lên, lên. Lên, lên. Bự, bự, bự. Yên, yên, yên. Xích chân rồi, xích chân. Lên chân, lên chân, lên chân. Ê mày, ê mày, ê mày. Cá lóc còn chụp được chứ cá chê khó chụp luôn nha. Có mồi, có mồi. Có mồi. Cá chê sảy nó coi dãy ra nó vuột còn chụp được chứ cái này không dám chụp ghê. Hai em, hai em. Hai em. Hai em. Rồi chỗ đó móc lại nhái cũng được. Hai em chơi em rô. Hết mồi chưa? Hao mồi nha. Mồi trùng hao. Đầu hôm chắc cá con rỉa nhiều. Này không có cần ta. Ê ê ê ê lúc 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 anh hai ơi, lúc nữa anh hai không? Lúc lúc. Trời ơi cái chơi bự luôn, cái chơi bự nha. Ui ui. Chơi bự nha. Con này bự đó. Con này bự đó không ơi. Lôi mạnh lắm á. Rồi lên xịn lên đó. Đó. Ui 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 ui. Thôi từ 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 đừng giãy đừng giãy đừng giãy. Lên, lên lên con này bự à. Lên. Im 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 im. Đầu mạch lâu luôn, phù lù luôn. Rồi, thứ này nướng cái là mỡ dữ lắm nha anh không. Sướng. Quá đã. Có cá nướng rồi bạn ơi. Thấy con cá chè anh ơi. Ba ba. Con không? Đường này thấy hồi chiều là thấy có lý rồi mà. Quá chìm mình mò dính mấy con cá chê nữa. Mò chiều mò hai ba con luôn à. Mấy lỗ chấm chấm thì mất nhái đi. Lại đằng kia nó bích lắm. Sáng kiếm cá lóc rồi, cá lóc cá chê lộn xộn chứ. Dính lại. Cái gì? Dính lại nè. Cá rô. Trời, cá rô. Rô, rô. Đừng chê anh đang sáng kiếm chẳng ai đó đây. Ờ bự mà. Ờ cái rô bự bự. Cá này đâu chê được, cá này vừa kho rồi. Nghe cái hói nghe thấy ngon luôn. Nghe hói cá này kho tiêu. Ờ cái này dẹt dẹt ra móc qua móc nhái đi đi. Về cái chỗ này móc nhái đi. Ừ đưa vô cái hói này tối nó chút nước lớn là nó trồi vô rồi. Nước lớn là cá lóc nó trồi vô rồi. Trồi trồi vô mấy cái hói này nó ăn. Ở đó được rồi, chút nước lớn như là vừa. Em. Trời ơi 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 ơi. Lúc 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 lúc. Lúc. Cái cần này nữa hả? Khỏe luôn, khỏe luôn. Rồi rồi rồi. Tương lai, tương lai. Lúc rồi bạn ơi. Lúc rồi bạn ơi. Thì đây, chơi, chơi nữa, chơi nữa. Chơi nữa. Đó, đó. Lúc cần nha bạn. Chạy đâu, chạy đâu. Lâm hàng, lâm hàng. Bữa nay là chơi trắng nướng rồi bạn ơi. Mồi trùng bữa nay là chủ yếu là chơi trắng với cá rô rồi. Sáng ngày mình thay mồi kiếm cá lóc rồi chứ.
Ôi con này hơi bé à. Con này hơi bé. Cũng được, cũng được. Lăn lộn, lăn lộn. Được. Có dính lộn ghê rồi. Có bé mới có lớn. Con nhỏ mới có lớn ha. Ừ. Nãy giờ cũng bộn nha. Vô. Dính cá lóc cóc vàng, nó dính cá chê cũng cóc vàng. Nãy giờ như bốn em cá chê rồi đó. Này sao cái đọt ướt ướt, trời ơi, trời ơi, ta thấy cái đọt ướt ướt mà đang cầm kéo lên luôn ta. Thấy rõ ràng cái đọt ướt mà. Vô nữa, chê nữa mà không được lớn. Được. Ê, ta thấy cái đọt ướt ướt rõ ràng nè. Vô. Lớn là được rồi, đang chiều kiếm chặn hai đến đây. Chiều kiếm thứ này kho ăn mà không ra nữa. Để nó không dính. Ồ, năm chú. À, năm cái chê hai cái rô hả? Rô. Phù hồng tình hình sáng sủa nha. Tình hình này thấy êm nha. Sát đáy luôn nè. Bước cho nó sát sát đáy luôn. Khỏi cho cá rô. À, hổng hổng trên cái chốt cái rô con nó rỉa hết. Này con lý à. Thằng này thấy cũng dăng dây rồi. Cái đoạn ướt nhẹp kìa. Ướt nhưng mà cái cọng dây lộn lên luôn kìa. Sảy rồi, con này sảy rồi. Sảy rồi con. Ủa càng ướt nhẹp luôn kìa. Sát xuống luôn thông. Rồi nó tới đáy luôn. Lúc nhẹp dưới luôn. Gì? Cá lóc. Cá lóc hả? Ê, 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 ê. Cá lóc. Sướng. Cầu nang của sướng. Nước nhóm lên á. Nước nhóm lên á. Tranh thủ mình thăm mình móc mồi lẹ lẹ lại là chút nó ăn dữ lắm á. Vô, vậy là đổi mồi nhảy nó đi à. Nó chống hình này. Chống. Móc trùng luôn. Móc hả? Đó rồi. Đó cũng chống rồi. Móc nhái nhái dài dài đi, khúc này nó chống ở đằng kia nó bịt thù à. Mà không không. Đang nãy giờ dính hai con cá không hay không biết gì giờ ta. Dở lên mới thấy không ta. Càng nó hỏng lên tới trên chứ. Gom ba cái đó lên bớt nữa thì thôi mà. Á trời nó trôi rồi, hơi nhá nó nhảy lên đó. Dính ra nè. Dính hả? Lúc không? Lúc. Giống cái rô vậy đó rồi. Rô hay chơi? Chơi. Ủa chơi con ta. Nãy giờ mấy cái chê nhỏ nhỏ nhiều quá ha. Có ổ cái chê. Vậy thì có đã không nè. Tính đầu con cũng nhiều hả? Tính đầu con cũng nhiều rồi. Trướng. Nhiều. Nãy sao giờ chê? Cũng bộn rồi nha. Sáu cái chê đó. Lóc. Ôi. Mồi trùng này cũng linh chứ không? Mồi trùng này cũng êm chứ không? Sáng cái lại à. Lịch. Lóc lên luôn à. Lóc tửng. Cá cẩn. Hay gì cho nướng ăn ngon lắm nghe anh hai. Tính không trình nữa nè. Thả vô thùng nè. Nhái luôn. Quả này mất nhái luôn nè thông. Con nhái nó nhảy luôn. Đó, ngồi không?
sát đi trong, nó nằm sát xuống, sát đáy luôn. Lúc lúc dây dùng bằng hù hù lúc nhịp cần nha, có chừng cá lớn nha Đen, nhịp hơi mạnh đó, nhịp mạnh đó, nhịp mạnh đó. Ui cái chơi bự đó, chơi bự đó, chơi bự đó, có chừng nó dính ra ngoài, có chừng dính dây cỏ rồi, cỏ rồi, cỏ rồi, còn cá bự lắm á. Sướng sướng, nãy giờ mới thấy được con này bự các bạn ơi. Cá dạ xương đó. Ù luôn bạn ơi, u nu được thôi con này lớn còn gì bằng nữa, bự hơn bự nhất nãy giờ chị mở ha. Nãy em để ý mấy cái chùm củi cái đống gươm rồi. Vụn gạo nãy giờ 7-8 con hả, cái chơi anh nói bảy con rồi, à, con cái này bự lên nãy mấy cái kia dính hai con nhỏ nhỏ vô em gì thấy vậy cũng được hai cái lóc rồi chứ bộ, cái lóc ba cái gô bảy cái dê, nước nó vừa nhóm lên là cá năng. Hồi nãy là phải mình đi thăm trễ thêm tí xíu nữa còn hay nữa, còn ha. Ngang nước rồi ha, nước mới nhóm lên luôn, mới vừa sừng chảy đó là sáng kiếm con nữa trời, sát luôn lúc dưới luôn à. Kim con chặn cặp chỗ này ha, nước sừng lớn. Cái cặn này nó lúc rồi, lúc rồi đúng không, lúc cái đầu xuống luôn rồi. Coi chừng nó máng gốc dưới luôn nha Thông. Kéo lên đây, kéo lên đây. Lúc rồi. Từ từ. Còn đó nó máng gốc rồi kìa, nó dướng cái cây đó rồi kìa. Bởi vì nó lôi dịch xuống luôn rồi đó. Ê, chê. Kê. Im. Một em chê trắng nữa bạn ơi. Cái này trúng mùa chê trắng này nha. Bây giờ bụng dữ rồi hả Núi, coi coi. Ồ, bụng gạo bạn ơi. Chị trắng 7-8 con rồi. 8 rồi. 8 chị trắng rồi. Vớt được mấy cà rô với mấy cá lóc nữa chứ, mồi trùng này cũng im chứ. Nhưng mà mình chơi lại mồi nhái nha bạn. Sáng này kiếm cá lóc lớn nha bạn ơi. Mồi trùng này nãy giờ vớt 2 cá lóc mà cũng nhỏ nhỏ à. Gì không? Rồi, rô hả? Thôi, người mình lớn này cũng máng vô được, nó hay thiệt ta. Giật hết. Này đó, nướng trang. Đang chơi cái lá trên đầu ghê vậy trời. Chơi cái lá luôn. Chơi cái lá chầu bà luôn. Cần trước cái thay mồi không? Cần nó chắc phải móc trùng quá. Con trùng nó nói. Trùng thì ra qua. Giờ này xương xuống ha. Ôi, còn lên thình luôn à. Lúc không? Lên xin luôn rồi. Wow. Quá rồi. Trời ơi. Quậy còn hơn quậy. Mấy xe chạy nữa. Quậy lên xịn luôn rồi. Dữ kìa.
đạp lên máng, nó máng vô cây gì rồi đó, máng vô cây rồi đó đen ơi, đó đó đó, đó. Ê, chơi đó. Chơi 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 bự rồi đen, máng vô cây đen ơi. Rồi rồi ra rồi ra rồi ra rồi, ui có bự luôn đen ơi, ô sướng rồi. Ồ, mấy con này nướng một cái thôi, mấy xe đạp nó lên sình luôn. Trời nha, trời nha, mập mập lâu luôn. Thở con nãy rồi đó, uống nu các bạn ơi. Cá này ăn mới đã. Hồi trưa nấu canh chua với kho rồi ha. Tối này nướng nha. Này nướng. Hồi chiều giờ, lúc lúc này nướng ơi. Hồi chiều mới có đi mò sơ sơ là biết có tin tối nay là thấy có đường chè trắng này ha. Cái cá chè trắng nướng ha. Đâm chén muối ớt cái bẻ mấy chén men non cạo vỏ đâm vô ha. Quốc mò đường kinh chút mấy cho nó chơi. Thành luôn. Đi thông rồi đập hàng ba con chơi mà. Để cấm câu mồi trùng mà không dính cá chê nữa thôi giờ tội rồi ha. Tới luôn, tới luôn. Sáng có chuyện vớt thêm cá lóc nha. Rồi cái này chơi 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 mồi nhái vô được đi không. Còn trùng. Còn trùng bỏ trùng nó đi. Lấy nhái đưa vô đó đi. Lúc nữa hả? Lúc nữa hả? Ồ, rồi chơi nữa. Chơi nữa, chơi nữa. Lú đầu, lú đầu. Lúc. Bữa nay phản chưa trắng rồi nha. Em. Cũng được, cũng được. Ăn được, ăn được. Lúc. Hết đường đếm luôn rồi. Dính quá hết đường đếm rồi. Nãy giờ cái chục con chưa trắng rồi. Ừ, hết đường đếm rồi. Nặng thùng rồi. Chưa mò thấy bữa nay phong thủy mình cấm là tới hơi tốt rồi. Nước. Cái gì vô hang mà anh hai mò nói trong mấy bờ mình nhớt con luôn rồi. Nó không chịu vô hang nằm bọng. Dân lên tới trên này với. Dân ở ngoài. Cái cây tướng cá nào luôn. Đấy sư phụ gọi, cũng biết chúng nó gọi kỹ hả? Thấy đen đen. Này nè, nước nó vừa nhóm lớn lên, cái nó vô bờ nó kiếm cái này cái kia nó ăn đó. Gặp mồi của mình nó hực liền. Cái gô nằm trong câu luôn. Vậy tao đi ngang tao cũng không thấy luôn. Nước trong gì luôn. Nằm cái lục bình này nè, phức lên gì nè, đâu thấy đâu. À. Tính xuống thay con nhái. Đó tao đi ngang tao nói kêu mày thay mồi luôn. Đèn nhái luôn nè. Dính cái chút xíu gì luôn nè. Ừ, đi gọi thấy tới dưới sình nó vừa thấy cá đâu. Nó núp vào trong cái cục lục bình kìa. Em dở mới hết hồn á. Dạ. Dở lá cây lên con nhái luôn. Đi rồi đi. Có cao quá mình hạ nó xuống. Ê ê ê. Ê, nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích. Nhúc nhích mà không biết con gì. Đó, 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 đó. Đó. Đó, đó cũng mạnh lắm nha. Mạnh nha. Lục bình mà nó lôi liệt 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 cát cát ở dưới luôn á. Ok. Chơi hả? Ồ, thấy không? Bự luôn thấy không? Cái lục bình nó lôi cạc cái dưới mà. Qua đá. Cái này bữa nay vô mánh cá chê à. Chúng bày chê trắng các bạn ơi. Bày cá chê. Bên đây là quá trời chê trắng này. Bữa nào mà nước kém là qua đây mò hang ở đó. Bên đây là thuộc hang mà nước kém mới được. Mò mấy cái gờ á. Nước không gờ lớn quá. Bên đây thả câu chai cũng ngon nữa nè, đúng không? Nè. Nó mé nè, nó mé nó lại á. Thả con trai im. Nào qua đây thả con trai một bữa. Cô Văn cũng im mà cô Văn ghét một cái là cá chết dần. Có linh ngớp. Có linh ngớp được đâu. Linh ngớp được thì sợ dính, nó chạy dính dịch. Mình cũng không dám cho linh ngớp, mình vỏ máy chạy cuốn câu đi hết luôn. Câu trai là chắc cứu rồi. Trừ ra con nào mà nó quấn xuống gốc nó chết thì phải chịu. Thấy cần này nhịp các bạn ơi. Nhịp nhẹ nhẹ mình nghi cá rô quá.
nhẹ quá đó. Lúc nó phụ ừ. Ý sao mạnh vậy ta? Cái gì vậy? Đó, lo được bình rồi. Nãy thấy nhẹ nhẹ, giờ sao nó gỉ mạnh vậy? Nở đầu, nở đầu. Gì? Chú Phi, nở đầu. Chú Phi hả? Trời ơi. Mồi trùng. Đúng hệ của ảnh luôn rồi. Hớp. Chứ bỏ cái tạc hớp hớp nha. Hớp. 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 Cũng gần hết rồi các bạn ơi. Gì vậy? Dính cá rô. Trời ơi. Cá hả? Không thấy. Có tay. Móc con này nhái luôn đi thôi. Càng này dạt dạt ra móc nhái vô đây nè. Về hay cần lại đút cho nó vô trong này. Càng cuối rồi bạn ơi. Càng cuối dứt giác, càng cuối dứt giác. Ê, ê, chạc dứt giác. Thấy không? Đây, ăn bánh quá trời vậy nè. Nhích, nhích phải không? Không. Cá này đây ăn bánh. Phải không? Cá rô. Rô hả? Rồi. Chết ngắt luôn rồi. Chết luôn hả? Chết luôn rồi. Chết sao nãy thấy nhịp. Không biết đâu. Chết ngắt rồi, tính đơ rồi. Ừ. Vậy là con gì lại ghĩa nó thêm cái nữa gì à? Nó giật giật cố gắng. Cá lóc. Cá lóc bự là ăn luôn á. Giật giật cố gắng rồi. Rồi, hết luôn các bạn ơi. Cần cuối luôn rồi. Coi núi bụng cá nha. Cái này bụng các bạn ơi. Nhiều lắm, cá chê nhiều lắm. Hơn chục con là mấy con cá chê rồi. Cái rô nữa. Cái rô mấy cá lóc nữa. Lóc nữa. Rồi. Xong. Bây giờ thôi. Hết ngái luôn. Vừa đủ luôn. Vừa hết ngái luôn hả? Cá thu hoạch rồi. Ừ, cú cá nó mới nhỏ. Đây, mấy anh em lội về tới cái chỗ thăm câu ếch nè các bạn. Nhưng mà chắc mấy anh em để sáng thăm luôn các bạn ơi. Mình hết mồi rồi. Không còn con trùng nữa chứ sao rồi thay. Để sáng mình thăm luôn. Cái gì? Dính ếch hả? Đúng không? Đây anh cần nè các bạn. Nhưng mà mình hết mồi rồi. Không còn con trùng nào mình thay. Móc dạ. Hết luôn. Dạ, nó dính con rồi. Đây. Đó. Ôi ếch bự nha. Rồi. Thôi, vào rồi. Ngồi. Rồi. Ừ. Ở đây dính con ếch nè các bạn. Gỡ luôn. Rồi chắc ăn không? Dạ. Móc vô mỏ rồi, móc vô mỏ rồi. Ừ. Rồi để sáng. À, để đó đi. Sáng mình thăm luôn các bạn ơi. Rồi, ngồi. Bây giờ hết mồi rồi, bây giờ mình cái dàn con ếch mình ở ngoài ruộng ngoài đó đó các bạn. Đó, tuốt ngoài đó đó. Mình đi vòng tuốt ra ngoài đó. Mà bây giờ hết mồi rồi mình cũng không có đi thăm. Để sáng mình thăm mình cuốn về luôn các bạn ơi. Để đây dụ đi hình hình để biết đâu cố gắng không hành ra bỏ. Lụm nó rồi. Lụm con rồi nè. Nghĩ lưng tưng ha. Phải có mồi đi thăm luôn. Hết mồi. Cái này dính cá chê nhiều rồi đó. Bây giờ có cá, có cá. Bây giờ tao để ở đây cho mày là từ đây tới sáng hên xui. Mày ra được thì mày ra không được thì ráng chịu đi. Cái còn mày đi thăm. Không còn con trùng nữa. Còn con gì luôn. Thôi. Giờ thôi các bạn ơi. Còn trùng cũng dễ như tha. Để mấy anh em về tới chợ các bạn ơi. Giờ mình đổ mấy con cá ra các bạn. Này. Đảo cái chè vô. Nào về thế. Này quá. Chè không. Thôi lóc ra luôn kìa. Rửa thao luôn. Ui, lóc bự. Thôi. Vô à. Dòng cá chi trắng sướng rồi bạn ơi. Vô anh đây này. Nướng cái là chỉ mở luôn nha. Mười mấy con nữa. 1-2 con cái chi trắng vậy bạn. Nhiều hết nữa hết mấy đường điểm. Đường điểm. Rô phi được 2 cái lóc nữa. Này cá chê nói chung là được mấy con lớn thôi các bạn ơi. Nhiều cũng nhỏ nhỏ. Cái này giờ mấy anh em lựa ra mấy con lớn lớn nha mình nướng các bạn.
còn nhiêu bỏ vô xô rộng lại. Giờ là mấy con lớn mình xử đi. Cà phê luôn đi, cà phê này gọng không có sống đâu. Cà phê đó để nướng luôn. Cà phê để gì là nướng, mổ bụng nó nướng luôn. Rộng nó đứng nó chứ nhá. Ừ. Đang nhóm lửa các bạn. Đốt lấy than các bạn ơi. Đốt lấy than mình nướng cá. Chơi mấy cái cây củi khô. Nổi lửa lên cái thấy ấm rồi các bạn ơi. Giờ này xương nó xuống lạnh. Mình chơi cá lóc, cá phi, 5-6 con cá chê các bạn ơi. 6-7 con cá rô luôn. Đây nướng một thào cá này ăn xỉn luôn à. Đây trúng cá chê các bạn. Mười mấy con. Năm con cá chê. Tới luôn ha. Cá lóc, con cá rô phi và một số cá rô. Ngồi đây ấm các bạn ơi. Này đưa vô than này là maximum luôn rồi. Lóc. Ghê. Ôi ôi cái này các bạn ơi. Sướng nha, sướng nha. Hỏi mấy cái rô thường xuyên được. À. Quá quá nóng rồi. Than này quá than à. Vàng ngính luôn. Vàng ngính luôn. Con này đã có khủng rồi đó. Con này ăn nó sướng nha. Con nào như nấy à. Nào cũng vàng vàng ươm hết trơn á. Đúng quá. Đó các bạn ơi. Vàng vàng luôn à. Cá chê trắng nướng thành vàng luôn các bạn. Mỡ chảy à. Biết nghe cái rơm chín rồi nha. Kiểu kiểu xích ra nha. À, kim lá chuối thôi. Có cái gỗ đó. Ôi ôi. Rồi mấy cá chê các bạn bỏ vô cái đống lửa than cái nó lên vàng thật luôn ha. Còn mấy con kia úp cái bụng lại, hai con này là được rồi nè Lý Thông. Hai con này hồi nãy giờ anh nướng là tới luôn rồi đó. Trời ơi. Đuôi đuôi yeah. Đuôi nhau nè. Quá đã luôn rồi các bạn đúng, ơi. Đúng than luôn rồi, nướng nó tới cá luôn rồi trời. Đã thiệt. Cái đó úp cái bụng xuống hả Núi ơi, úp cái bụng xuống. Quá luôn, này lấy cá với cá cọ với nhau luôn. Chơi gà chắc đen luôn. Đã thiệt chứ. Quá thơm mà anh hai ơi. Rồi xong hết rồi. Lại mời anh hai mày ra thưởng thức đi. Ê, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Quay cái đầu lại. Lóc, nóng. Anh Núi ơi, cháy luôn nè. Cái bụng á, cái bụng á. Bụng khét luôn nè. Rồi, con cá nó chín được rồi đó. Nóng quá, nóng quá. Quá đã, quá đã, quá đã. Bốc khói, bốc khói, bốc khói. Vô. Ở trong đây này còn đá dữ thế nè. Ồ, tưởng cô đen nó giận nó lên võng nó nằm luôn rồi, mình làm mình phản luôn rồi chứ. Phản rồi. Cái gì không chịu giận cái cho ba tao khỏe cái trời no luôn. Dễ gì mà bén là nay dễ giận được. Á à, trời luôn các bạn ơi. Chuối gọt à, lại. Em. Em bóc vậy. Nhất là mấy con cá dễ gì ngu. Đâu ngu đâu. Thôi 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 thôi. Quá vàng thật luôn. Ui, kéo qua cái cây. Đó các bạn ơi. À, chơi thêm một chai xài sống với một đùm chuối chát này các bạn. Cái này không có rau rác nè các bạn ơi. Đó, chuối chát với xài thôi. Này cũng đủ tới rồi ha. Hầu lâu, hầu lâu. Quá đã. Ăn cà rô thấy vị thơm lắm. Thơm lắm. Phức. Mà giờ mấy cái chê này mới đã nè. Quà rút nhíp nè. Làm như cái than mình là đủ than tới hay gì á. Con nào con lấy nó vàng hực luôn vậy. Đó thì chứ.
Rút nhíp, rút nhíp, rút nhíp. Rỉ 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 ra. Rút nhíp. Ôi ôi con này nó. Nướng giòm cá thấy sướng luôn. Tới thang luôn ha. Chén khủng. Nướng giống chiên luôn à. Hơn chiên nữa. Đã quá mà. Anh Hà chơi tới bến luôn nha anh ơi. Cho em ngủ ngon chút nha. Xong tao mày chui vô cái cái liều lý tưởng. Cái liều lý tưởng đó là xong rồi. Nói với cô đen thủ hai cái giỏng cứng khừ rồi bạn ơi. Sợ ma hai thằng nằm kế nhau luôn các bạn. Hai giỏng là chơi ba cột phải không? Đâu có dám rời xa. Mà lỡ mà ở cho cây dao đứt cây lọc lọc. Xong các bạn ơi. Mồi bén quá, tối nay chắc quẹo à. Quá trời cá luôn rồi. Năm con cá chê. Con cá lóc. Bảy con cá rô đồng. Thôi mình cúng kiến về cái đi rồi bốn anh em mình làm xuyên xưa không lúc lúc bồ chứ không xuyên xưa ha. Thơm quá ta. Thơm quá thơm. Mình lấy thông giái người khuôn mặt khuôn mày hay không tối cho ngủ ngon một xíu hay không giật mình thức dậy ở đằng sáng là vừa ở đằng cái bụi cây đằng kia làm mệt lắm nha. Không biết đường kiếm nghe thấy không. Em có thủ đẳng cùng dây tới nay cuộc cái giò nhau cuộc dính vô liều à cuộc dính vô liều à giờ một cái đi trời ơi lạnh này quất vô một cái này ấm các bạn ơi vô bạn ơi mời các bạn nha. Ấm. Rửa ấm ở ngoài còn rượu ấm trong ha. Vô miếng cá rô. Khui hàng đây, khui hàng tả mấy con cá ra đen. Nóng nóng này mau lạnh lắm à. Mau lắm rồi. Mau lắm. Cá rô nhìn hấp dẫn ha. Thơm lắm anh Núi ơi. Thơm không? Thịt trắng thiếu ha. Thịt trắng tươi luôn bạn ơi. Các bạn ăn với mình miếng cá rô nướng nha các bạn. Thịt cá rô trắng tươi luôn các bạn ơi. Trắng vô cái thơm phức luôn á không ơi. Quá thơm, quá thơm. Xin mời các bạn miếng cá nướng thành quả của anh em cắm câu đêm nha các bạn. Kẹp vô miếng chú chát nữa các bạn ơi. Mời mà Núi à. Núi mời nói chuyện mà thấy làm như nước miếng dòng nó chưa có chưa có nuốt vô được á. Mời các bạn ăn cá rô nướng luôn các bạn ơi. Rô nướng luôn ha. Rô gì đây? Rô đồng. Đồng rô mề. Quá đã sư phụ ơi. Quá đã luôn rồi. Rồi, giờ mình làm thêm phát nữa đi, mình dựng máy đặng ăn chơi để bắt cầm máy hoài. Nhìn bắt đầu để ăn không? Chơi gì kỳ lắm. Vô bạn ơi. Mời các bạn nha. Mình cũng xin mời các bạn luôn nha. Mình xin phép uống ly này, mình sẽ dựng máy các bạn. Bốn anh em ngồi làm lúc hết bình hồ lô luôn nha Núi. Quất lúc bồ chứ không rồi mới ngủ được. Được à. Thôi là anh cái này anh bỏ à, em ha. Không ổn. Cái này anh bỏ em anh đi ngủ giỏng ha. Chiều tính về thăm ếch luôn các bạn ơi. Nhưng mà chiều cũng hết mồi rồi. Với phần chiều mình cũng thấy mồi nhiều quá, cá dính quá cho nên thôi để lại sáng ếch sáng mấy anh em thăm luôn. Chứ hồi nãy mà thăm thắt thắt thì cũng quơ đại kiếm kiếm mớ ếch về nướng. Mà thấy quá trời cá chơi mười mấy con lớp cá rô cá lóc nữa mồi bỉ bả ăn sầu hết để ra dành sáng mình thu hoạch ếch với cá thêm đợt nữa
sáng nhiều nhiều chút ha. À. Mời bạn miếng cá chê các bạn ơi. Làm 7 cái đuôi hả? 7 cái đuôi quá im mà. Yo. Mồi bén, mồi bén. Cho chấm nước nhanh luôn hết nước. Đầu hôm mùa hôm quá rồi, giờ tự nhiên đổi gió cái làm như nó giảm hết mùa hôm luôn ha. Dạ không có một con nữa. Rồi. Nãy ăn khoai mì, mì. Toàn là mè không quá. Không chắc tại nãy không chịu đâm muối mè chứ. Bỏ thêm mè. Thử miếng cá chê coi. Quá trời luôn rồi. Này phải ăn lẹ lẹ đi nha, nóng nè. Đây, trời này lạnh lắm. Để nguội rồi. Nguội rồi. Nguội ăn hết ngon rồi. Dính rồi còn nhảy. Đập vô miếng chí chát nữa. Thôi xin mời các bạn nha, miếng chè trắng nướng kẹp với chú chát các bạn ơi. Thơm bức à. Thịt nó có khi cũng ngọt á. Làm như là nối không cái món cá rô làm được thì có cái rô ăn. Sư phụ thử em thử đang hồi hết nha. Mày thấy mồi cá chê này thơm quá không? Thấy im quá nè. Cá chê còn nhiều, còn con cá lóc nữa nè. Cá lóc nữa. Mạnh mạnh vô đi. Bắt trời cá luôn rồi bữa nay. Nướng tới 5 cá chê luôn rồi. Ăn cho đã nha. Đã. Quá im luôn. Không có gì ngọt thịt bằng cá nướng các bạn ơi. Cá nướng quá ngọt luôn. Gặp vô miếng thầy nữa. Cho chính xác tới luôn không? Chưa không? Đâu chưa đâu. Không chưa. À, chưa. Cái có xài cái túi rồi ăn nhẫn nhá. Xài tôi gọt cơm miếng vuông vuông, miếng thắt mỏng mỏng rồi dọc nữa. Cắn vô hơn quá. Vuông vuông đã chưa. Không sàn con cá đâu. Sàn không chua đâu. Sàn quá. Sao sàn này không chua không? Bự quá. Không phải tại sàn này mình mua nè. Cái bẻ là chua lẹ. Sàn nhà cũng đâu chua đâu, sàn nhà chắc chưa bự. Bữa mà đi thăm lưới gắn đó. Trời ơi trời ơi, ăn giờ cái. Ăn có. Đấy luôn. Ê quay hàm luôn. Ăn luôn. Ăn có miếng một mà. Ăn sợ chiều ăn cơm được. Ngon. Ê khoan, ai bước chú vỏ gì á. Mày nghe gì á. Đánh tâm lý của bạn nữa. Vô bạn ơi. Vô bạn ơi. Mời bạn nha. Mời các bạn nha. Chơi hết rồi, núi hù rồi các bạn. Nghe cục cục á. Vô. Đến mấy ai ngủ vỏ ta. Mấy cặp mấy giờ xong vậy ta. Em ta nói trên bờ rồi còn. Vì xích qua đây hoài trời, xích ra phải xích mới được. Biết nhỏ gì rồi anh còn đánh tâm lý nữa. Này bây giờ ai uống cái nấy xử luôn đi nè. Nấy xử đó, xong rồi cái tôi gót tôi bỏ đây. Ai không gót là lỗ gắng chịu hả? Em gót lỗ. Nói chung rượu cũng gần hết rồi, không không gót là lỗ gắng chịu á nha. Ai chứ nếu không dành uống nhiều nhất đó. Em là ai nghĩ em muốn tới thôi à. Không còn mấy là đốt đèn sáng đêm đó. Thấy chưa? Tới rồi chứ đừng mà không đốt đèn hả? Không đốt đèn. Thấy sư phụ ở đây trang bị đèn thêm cho mày sáng sủa hả không? Quá đèn luôn bạn ơi, này hai ba đèn luôn. Tối cho mày ngủ trong luôn á. Tìm đống lửa nữa. Có tối hai người à, ngủ bên nào cũng như nhau à. Đó, bên đây có cửa. Có cửa. Bên kia không có cửa. Thôi giờ cho lấy thông chọn đi. Vô. Trong chỗ này ở đằng đó cũng nguy hiểm như đi học. Nguy hiểm không? Chiều thấy rồi, chiều thấy rồi, chiều. Chiều mình đi mò cá. Chiều đi mò cá là đi ngang thấy rồi. Thấy cái mã xanh dần ở đó không? Bởi vậy. Nãy giờ cũng giấy đi hết chưa. Vô bạn ơi. Vô bạn ơi. Nãy giấy cái một khúc dài thòn luôn. Sát bên đây chứ đâu. Đây này đẳng chừng 100 mét. Có 100 mét à.
nguyên cái mã nói rồi, cái mã màu xanh mà mới sơn luôn ha, mới sơn rồi luôn, mới sơn luôn, đẹp luôn ha, đẹp quá đẹp. Cái này không được rồi bạn ơi, sư phụ với mấy anh biết mình sợ mà cứ hù tâm lý mình hoài á. Cứ đẩy hết bình hồ lô đi, sắp hết luôn. Rồi sắp hết rồi, không có yên tâm đi, anh yên tâm đi, tối nay đèn lúc sáng đi mà. Cái bộ thủ đèn cho em rồi hả? Ai gọi gì đi quể quải cho lại đây nè. Không đâu dễ gì. Đâu dụ em được đẳng này có không mày? Đó có không? Đó có rồi, đi đẳng đang dắt đi mà sợ gì, để em xong đi. Không đâu dễ gì. Nhịn nhịn hết chứ bắt em nên em đi dễ à, không có đâu. bây giờ chia ra đây, đang lại này anh hai đẳng đi. Không, lại này đồng hả mày? Anh này đẳng đào, đẳng đi em đào. Trong vòng 15 phút mình hẹn gặp nhau tại đây. Hẹn gặp nhau tại đây. Nếu mà 17, 18 phút thấy về phải đi kiếm nha. Đi kiếm. Lúc đó không biết ở trên ngọn cây hay là trong bụi tre. Vô được mà ra không được đó. Nói sư huynh chơi chát, sư huynh nằm đẳng luôn, Lý Thông đâu dám lại kiếm. anh nằm đi. Bỏ luôn á. Anh đi kiếm em, đi kiếm thôi, dễ gì em đi kiếm. Anh mà chơi chát lại bỏ anh tặng luôn á, nó kiếm rồi. Rồi vậy là tối nay phải xem xét cái chỗ này nha. Cái cửa thì nằm đây thiệt, nhưng mà hướng nằm kìa. Rồi đó, để em coi nằm hướng nào cho hợp lại. Tính nằm hướng nào, nằm hướng này thì là ngay trước cửa đó nha. Còn bây giờ em tính gì nè? Nằm hướng đằng kia là cũng hơi bị nguy hiểm á. Sư phụ nằm hướng kia đi. Rồi. Cái nằm hướng đây mà đồ đạc em tắn phía ngoài. Lấy đồ tắn phía ngoài lại. Lại nhìn cô đèn như nổi trước chứ đâu tới mình đâu. Mình còn phải kéo cửa rồi nữa. Không à, mấy chú mà mấy chú mấy bác ở đây cũng biết điều. Mình sợ mà dễ gì để chú làm gì. Muốn giờ muốn biết theo không biết tới hôm nay làm ma làm gì hả? Rồi ra đi. Các bạn ơi. Mình cũng xin mời các bạn luôn nha. Thì mình xin uống ly này, chắc mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Thì mình sẽ kết thúc cái phần 2 ở đây các bạn ơi. Ngày buổi trải nghiệm 24 giờ của mấy anh em. Mình làm cái clip thì chiều giờ mấy anh em cũng đi cắm câu rồi thăm câu này kia. Về cũng nấu nướng ăn cũng làm xương xương các bạn. Thì cái clip nó cũng hơi dài các bạn ơi. Thì mình cũng xin kết thúc cái phần 2 ở đây. Rồi buổi sáng thì mấy anh em sẽ tiếp tục đi thăm câu với thăm câu ếch luôn các bạn. Rồi sẽ làm tiếp cái phần 3 gửi đến các bạn sau. Thôi bây giờ mấy anh em chắc cũng làm hết cái bình này mới nghỉ các bạn ơi. Bữa nay làm ít ít Lý Thông không chịu. Lý Thông còn tỉnh, Lý Thông không dám ngủ các bạn. Đi trải nghiệm lần nào cũng vậy cho cũng đòi chơi maximum nặng ngủ các bạn ơi. À, tới mới ngủ được. Bây giờ mình cũng xin uống ly này, mình sẽ kết thúc cái phần 2 ở đây các bạn ơi. Mấy anh em chắc làm thêm chắc cũng hết bình này luôn. Thôi bây giờ mình xin mời các bạn nha. Làm chưa tới nên ngủ ngủ không được, thao thức làm sao đâu. Thôi giờ mấy anh em xin chào các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 tiếp theo nha các bạn. Mong là sáng mấy anh em đi thăm chúng cá các bạn ơi, mà chiều là thấy được con ếch nó nhảy tưng tưng ở đẳng rồi đó. Sáng mà vừa trúng cá mà vừa trúng ếch nữa là vô luôn nha. Vô luôn.